Ok, hello anh em nha. Thì chào mừng em trở lại với kênh của mình là Full Fat đây. Thì quay trở lại với con One Punch Man Strong Kid nha. Thì với chúng mình cũng hứa với anh em á, đó là sáng chủ nhật là mình sẽ lên một cái video phân tích sơ lược về con Gawain UR nhá. Nó sẽ ra mắt ở bên CVC, đó là vào ngày 1 tháng 7, chính là vào ngày mai. Thì hiện tại đó là 3-4 giờ sáng rồi, mình đã cổ lại mắt xong để mình phân tích. Tại vì em cũng biết mà, tính mình rất là lười anh em, rất là lười, và thật sự là mình không có nhiều thời gian. Cho nên là mình cũng sẽ review sơ qua về cả hai con tướng này thôi nhá. Vẫn lẽ sẽ là phân tích tướng, nhưng mà anh em yên tâm, mình sẽ phân tích đầy đủ vai trò của nó và cái tác dụng của nó nhá. Vai trò, tác dụng và anh em còn lấy hay không với những từng loại người chơi. Được rồi, thì đầu tiên đó là nó về Gawain UR, thì nó là một tướng hệ giác đấu. Một tướng hệ giác đấu nha, anh em nên nhớ nhá. Một tướng hệ giác đấu thì sau qua bao nhiêu đời bút tốc bằng vũ trang thì con Gawain UR nó đã chính thức là con bút tốc hệ giác đấu anh em, rất là cay. Tại vì đối với những anh em chơi mới thì không sao, mới anh em chơi mới thì chả vấn đề gì, nhưng mà đối với anh em chơi cũ thì kể từ thời của Flash SR cộng, Zombie Man hay là Sonic, anh em đều đã bui cái tên chiến thuật đó là tăng tốc ở cái phun vũ trang rồi. Cho nên là khi mà qua cái bộ giác đấu thì rất là cay, anh em rất là khó chịu luôn. Tại mình cũng sẽ không biết rằng là con bút tốc tiếp theo sau Nayquil nó sẽ là hệ gì. Nếu mà là giác đấu thì rất là hay nhá, nhưng mà chỉ sợ nó lại ra vào bất kỳ một cái hệ khác thôi. Đúng rồi, đó là vấn đề tương lai sau này. Nói chung là chính giác đấu là khó chịu rồi anh em, tại vì một phần là anh em bù đồ hình cũng rất là khó. Hầu như những con carry hiện tại nó đều có những cái hệ giác đấu này, ví dụ như là bom Suryu vân vân mây mây đó, rất là nhiều sắp tới luôn, chưa kể cả con Gokensu sắp tới nữa. Được rồi, hệ giác đấu phe phe quái vật, loại thì là loại quái vật và là hiệu cấp quỷ anh em. Thì với con Gawain này nó nâng cấp một hiệu cấp quỷ, anh em kiểm soát rất là dễ. Anh em có thể đổi ở trong cái viện nghiên cứu nhá, anh em có thể đổi trong viện nghiên cứu và khoảng 4 tuần hoặc 1 tháng anh em sẽ có một cái, rất là dễ thôi, cực kỳ đơn giản luôn. Cho nên là việc nâng tinh thần của Gawain nó không có gì khó khăn cả ha. Rồi, vai trò của nó đó là tăng tốc hàng ngang, anh em nhớ nhá, nó tăng tốc hàng ngang được chưa, gây cho sụp đổ và gây choáng miễn trừ năng lượng. Thì cái việc gây cho sụp đổ để nó phù hợp với lại bổ trợ cho con Samurai Nguyên Tử UR và con năm đầu sắp tới nữa, được chưa. Năm đầu là chuyện tương lai mình sẽ không nói nữa anh em. Rồi, khả năng gây choáng và miễn trừ năng lượng. Miễn trừ năng lượng đó là để khống chế một số con như là Flashy Flash, King SR cộng, hoặc là con gần nhất là con Sonic UR, được chưa. Thì khi mà giả bỏ giải được bài toán miễn trừ năng lượng thì anh em chơi game sẽ rất là dễ hơn, không phải đắn đo về việc thiếu năng lượng nữa. Rồi, tốc độ cơ bản nó là 122 đó, tốc độ là cao hơn hẳn so với những con bình thường luôn đấy. Mình sẽ không phân tích rằng là nó có bằng số đích hay không ha, mình chỉ đi phân tích sơ lược thôi. Chắc chắn là bản thân của nó sẽ là con bút tốc nhanh nhất rồi nha. Được rồi, thì cái kỹ năng đầu tiên đó là skill 1, chỉ là skill đánh thường thôi anh em. Đánh là một đòn gây 120% tấn công, chả có hiệu ứng gì cả, quá bình thường, chả quan tâm. Thực ra thì anh em mới chả bao giờ xài cái skill 1 cả, tại vì em có thể đọc ngay dưới đây luôn, đó là với skill 2, skill Ultimate nó sẽ không tốn năng lượng, tại vì skill Ultimate không tốn năng lượng. Cho nên anh em mới chả bao giờ quan tâm đến cái việc là skill 1 nhá. Rồi, skill Ultimate đó là đánh 5 đòn liên tục lên kẻ địch hàng dọc, được chưa? Nghĩa là đá hai mục tiêu đó anh em, gây tổng cộng đó là 450% sát thương. Và đòn đánh cuối có tỷ lệ 100% khiến cho kẻ địch bị chuyên sụp đổ trong 2 lượt. Tất nhiên đây là tỷ lệ 100% nhá. Tỷ lệ 100% thì khi anh em gặp một số con tướng nó có miễn kháng, ví dụ như là kháng 30% thì nó trừ đi tỷ lệ chắc là 70%, và 70% vẫn có tỷ lệ xỉn nha anh em. 100% không phải là mặc định trúng kể từ con game bắt đầu từ bây giờ nha ha. Rồi, sụp đổ trong 2 lượt thì cái hiệu ứng chưa sụp đổ này nó sẽ làm giảm miễn thương kẻ địch đi trừ 12% nha. Và khi kẻ địch bị đánh trúng sẽ nhận 180% ATK của cái win, được chưa. Kiểu đơn giản đó là khi mà kẻ địch bị dính hiệu ứng chưa sụp đổ, giống như y chang hiệu ứng của Samurai Nguyên Tử vậy, thì anh em có một đồng đội, có bất kỳ nhân vật nào gây sát thương lên kẻ địch có hiệu ứng chưa sụp đổ thì nó sẽ nhận thêm một cái lượng sát thương, đó là bằng 180% ATK của cái win đó. Hiểu rất là đơn giản, không như phức tạp cả. Rồi, và cái hiệu ứng này có thể cộng dồn tối đa 3 lần, mà tất nhiên đó là nó không cộng dồn với hiệu ứng sụp đổ thường nhá. Đấy, chỉ cộng dương cộng dồn với lại ứng chưa sụp đổ thôi, kể cả con Sam hay là con Gawain, kể cả năm đầu sau này luôn, có cộng dồn cũng chỉ cộng dồn được 3 lớp thôi, không cao hơn nha anh em. Được rồi, và nó ghi kèm thêm một hiệu ứng nữa, đó là có 100% khiến mục tiêu bị choáng cho một lượt.
nha, bị choáng trong một lượt. Đây choáng thường anh em nhớ, nhớ là đây choáng thường không phải là choáng chuyên dụng với có khác các hẳn với con MK. Rồi tối đa choáng đó là 4 mục tiêu, thì anh em sẽ tự hỏi là làm sao mà choáng được 4 mục tiêu trong khi nó chỉ giá một hàng. Thì anh em nên nhớ đó là mình có thể kẹp follow up trong tiếng chiến thuật và hoặc là kẹp chung với king, kể cả Dipsy King luôn, những con tướng có khả năng khiến cho anh em truy đuổi. Thì anh em đá sang nhiều hàng nó sẽ vẫn có thể choáng nhiều mục tiêu. Nó và tính luôn tối đa đó là anh em choáng được 4 mục tiêu, anh em dùng mọi thủ đoạn nhưng nó chỉ choáng được 4 mục tiêu thôi, không có hơn nha. Được rồi, với việc anh em có kỷ vật thì lượng sát thương nó sẽ tăng từ 450% đến 600%. Tất nhiên là với con mới có bút tốc thì lực chắc chắn là sát thương nó không quan trọng rồi anh em, tại vì anh em sẽ bù tốc độ mà, chả bù sát thương cả ha. Và những con tướng này anh em cũng chẳng có dồn đồ cho nó, anh em chỉ dùng đúng một cái xác, một tí tinh thông, và hầu như là đồ anh em chỉ nâng đúng cái tốc độ thôi, anh em chẳng tập trung mấy cái gì khác. Có khi đôi khi ấn ký anh em còn chỉ gắn ấn xúc đổ thôi, còn lại anh em chẳng quan tâm luôn. Thiệt, anh em chỉ tập trung vào những con đi bét chính nhá, đối với những anh em mà nông dân hoặc là tầm trung, còn tầm cao thì mình không nói anh em. Rồi thì cái lượng miễn thương trừ 12% sẽ tăng lên 15%, sát thương chuyên xúc đổ sẽ từ 180% tăng lên 230%. Choáng đơn mục tiêu thì nó choáng hàng dọc rất là khó chịu anh em. Thì cái siêu kỹ này thì mình thấy giá trị nhất đó là ở khoản tăng thêm miễn thương 3% và choáng thêm một mục tiêu, còn lượng sát thương thì nó không quan trọng anh em nhá. Được rồi, thì với skill 3 nội tại đó là tăng vĩnh viễn cho bản thân 55 tỷ lệ né tránh. Hầu như là sắp tới là gần như là có rất nhiều con có thể né tránh, ví dụ như là Gwyn, Hellfire và kể cả con kết sư hiện tại mới nhất ở server chung ha, mới nhất ở server chung. Đây mình kéo ra một xíu nha anh em. Rồi đấy, thì tất nhiên là cái hiệu ứng né tránh thì anh em có quen thuộc rồi, kể từ khi con flash ra rồi đó, né đam trực tiếp, tụ lực đam chuẩn tất cả cái đam này, suy cuộc nộ cả suy cuộc nộ của kinh luôn, nó chỉ gây một sát thương nếu anh em né. Trừ đam DOT nha anh em, đam DOT thì vẫn như bình thường, vẫn chết lòi họng như bình thường. Đấy, cho nên tôi chỉ buồn cười một cái thôi, đó là không né đam DOT, rất là cay. Rồi, sau khi bất kỳ nhân vật nào hành động thì các kẻ địch trong trạng thái chưa trục đổi sẽ chịu đam chuẩn bằng 500% ATK của Gwyn. Đấy là mỗi hai lần một hiệp. Thì tôi thấy cái này cũng quá bình thường em, tại vì Gwyn chả có ai bùi đam cả nha. Thì cái lượng sát thương 500% này nó sẽ rất là bé thôi. Anh em tập trung tốc độ mà, anh còn chả dùng đam chạm đồ cho nó cơ. Được chưa? Thì cái hướng này nó thực ra nó quá bình thường nha em. Rồi với 5 sao tím thì sẽ búp né cho đồng minh hàng dọc 55% đến 60%. Và mình sẽ không ghi 4 sao lên 5 sao ở đây, tại vì anh em cũng, mình sẽ nói thẳng với anh em luôn, đó là khi mà anh em 5 sao thì anh em sẽ thay vì búp né cho một mình bản thân nó thôi, thì nó sẽ búp cho một đồng minh của hàng dọc nhá. Lên 5 sao tím thì 55 sẽ lên 60%. Lượng năm chuẩn sẽ từ 500% lên 650%, tăng từ 2 lần lên 3 lần mỗi hiệp. Đó, thực ra thì chủ yếu là cái né thôi anh em, có cái lượng đam chuẩn là nó cũng chả quan trọng lắm ấy, nó chả quan trọng lắm. Được rồi, tiếp theo là đến nội tại thất tình của Gwyn. Đây là nội tại khiến cho con Gwyn sở hữu tốc độ cao nhất game, đó là nhận vĩnh viễn hiệu ứng tăng tốc chuyên dụng 28% nha, 28%. Và cái hiệu ứng này đã cao hơn Sonic luôn nhá, cao hẳn hơn Sonic luôn, và khiến cho Gwyn là con đi nhanh nhất game. Nếu mà cả hai con cùng lượng trang bị thì chắc chắn là con Gwyn sẽ đi nhanh hơn con Sonic ha. Và 32% khi mà ở Wakken 2. Thì có một câu rất là hay, đó là con Sonic búp tốc độ cho đồng đội nhanh hơn con Gwyn. Thấy chưa? Nếu mà ở Wakken 1 thì con Gwyn vẫn sẽ đi trước, nhưng mà con Sonic nó sẽ búp tốc độ cho đồng minh nhanh hơn con Gwyn. Nhưng mà khi con Gwyn ở Wakken 2 thì tốc độ của Gwyn sẽ là 32% và búp cho đồng minh từ 92 đến 96%. Khi mà đã ở Wakken 2 rồi thì anh em có dùng, kẻ địch có dùng bất kỳ thủ đoạn gì đi nữa thì anh em vẫn sẽ đi trước. Chắc chắn là anh em vẫn sẽ đi trước, và đồng đội cùng hàng của cái Gwyn sẽ đi trước với đồng đội cùng hàng của Sonic. Được chưa? Thì khi mà lên ở Wakken 2 thì con không có thủ đoạn gì nữa rồi anh em, nó sẽ là một con đi trước nhanh nhất. Đó, vô địch thiên hạ anh em ạ, đi trước luôn nhá. Rồi, đấy, cho nên là gần như là những em phải hiểu được cái vấn đề đó, là ở Wakken 2 chính là pay to win ấy. Nó sẽ khiến cho anh em gọi là 100% sẽ sở hữu tốc độ cao nhất của Gwyn là có thể. Tất nhiên nó là khi mà anh em cởi chuồng thôi, còn việc anh em phụ thuộc vào trang bị nữa thì mình không nói ý kiến, được chưa? Đấy, khi mà hai người cùng trang bị thì thằng Wakken 1 không thể nào chạy đua thằng Wakken 2 được. Rồi, thì nếu mà có mục tiêu chính có tốc độ thấp hơn bản thân thì sẽ gây thêm 500%, 600% với Wakken 2. Thấy cái này chả quan trọng lắm anh em. Được rồi, cả team miễn trừ hiệu ứng trừ năng lượng trả năng lượng. Đây là một trong những cái rất là hay anh em. Tại vì sao? Khi mà anh em gặp con Sonic, kể cả khi mà hai con Sonic đấm nhau luôn thì hai con Sonic vẫn sẽ trừ năng lượng của nhau, vừa búp năng lượng và vừa trừ năng lượng của nhau. Nhưng mà đối với con Gwyn này nó sẽ miễn trừ năng lượng luôn. Và khi vào mỗi hiệp với ở Wakken 1 anh em sẽ có 8 năng lượng.
thì cả đội hình anh em sẽ xả skill cực kỳ sướng, cực kỳ nhiều. Anh em sẽ không dính tình trạng thiếu năng lượng nữa. Và gần như là chắc chắn là nếu mà anh có King UR trong team thì anh em sẽ toàn bộ team của anh em sẽ đi được hết. Bởi vì con King và con Win nó xài skill không tốn năng lượng. 8 năng lượng là vừa đủ cho 4 đồng minh của anh em thực hiện luôn. Đấy nha, chưa kể cả tính tham chiến chiến thuật nữa. Cho nên khi là con Win này ra thì team của anh em sẽ không có vướng vào tình trạng thiếu năng lượng nữa. Được chưa? Rồi, và tất nhiên là khi mà quốc cần 3, quốc cần 2 thì nó sẽ thêm được một năng lượng nữa. Và đầu game anh em sẽ nhận được 9 năng lượng. Và tiến chiến thuật có thể là 10 năng lượng luôn, cực kỳ nhiều, không bao giờ bị thiếu năng lượng nữa. Và khi lại quốc cần 2 thì bản thân game win nó sẽ bị miễn choáng thường. Thì cái vấn đề miễn, nhiều khi anh em sẽ hỏi là ủa, bây giờ ta lại quốc cần 2, ta đi nhanh vẽ lìn ra thì làm sao bây giờ ảnh hưởng đến việc choáng. Anh em đừng quên nhé, đừng quên nếu mà con nghe win của anh em bị choáng, nó sẽ không bút tốc được nhé. Con nghe win không hề có khả năng miễn choáng ở Wacken 1. Cho nên là con nghe win ở Wacken 2 nó sẽ bỏ, nó sẽ kiểu giống như là khắc chế cái việc mà bên kẻ địch đi trước, kẻ địch choáng, choáng mất cái win của anh em ấy. Ừ, kẻ địch đi trước xong rồi không ai nó đá choáng mất cái win của anh em thì anh em sẽ không bút tốc được. Đó, thì đó là cái giá trị này nó cũng ok anh em, nó cũng được. Mặc dù là sau con nghe win thì nó sẽ ra luôn cả con năm đầu và đến con Hellfire. Con Hellfire thì phần nào đó nó sẽ loại bỏ đi khả năng choáng, kiểu dài choáng anh em. Nhưng tất nhiên là vẫn phải có kẻ địch hành động. Và cái khả năng dạy choáng của con Hellfire nó không phải là vô địch thiên hạ, nó vẫn sẽ có hạn chế. Tại vì cứ mỗi là một kẻ địch đi thì anh em mới được giải choáng. Đó, lỡ đâu mà đi biết của anh em đi sớm mà đến lượt bất lượt, xong rồi là mà đến lượt giải choáng thì nó quá trễ mất rồi, anh em nó bị phụt mất một lượt. Đó, cho nên là cái việc giải choáng nó vẫn không thể nào bằng việc miễn choáng được anh em. Được chưa? Nhớ nhá. Và để mình bảo luôn cho anh em, đó là có một con tướng, một con tướng có thể giúp anh em kháng chó một hàng, đó là con chảy SR cộng. Và cái khả năng nó cực kỳ khó chịu luôn anh em, cực kỳ khó chịu luôn. Và tất nhiên đó là mình sẽ nói ở phần dưới này nhá. Đó là toàn bộ kỹ năng của Gawain. Thì sơ lược qua bộ kỹ năng của Gawain nhá, đơn giản thôi. Nếu mà anh em ở Wacken 1, được chưa, anh em ở Wacken 1 thì anh em sẽ tốc độ anh em sẽ vẫn thấp, không thể bằng ở Wacken 2 được. Và búp tốc sẽ chậm con Sonic. Tất nhiên thì hiện tại thì nếu mà anh em sở hữu King á thì con Gawain này đi trước thôi là King nó đã fall off rồi anh em. King nó đã fall off rồi. Cho mục tiêu của anh em vẫn là đi sớm thôi, còn việc bút tốc cho đồng minh đi nhanh hay không thì tôi nghĩ là nó cũng không cần thiết cho lắm. Phần nào đó không cần thiết thôi, tại vì chủ yếu anh em cần đi trước để con King nó fall off ấy. Xong rồi gây hàng tấn đam, rồi hàng tấn hiệu ứng không chế nữa. Đó. Cho nên con Gawain này chắc chắn là nó sẽ khởi đầu cho việc đó là speed to win đấy. Đó. Và cái siêu tuyệt kỹ thì thực ra nó cũng không cần thiết lắm anh em, tại vì nó cũng không ảnh hưởng đến cái việc đó là anh em lấy tốc độ nhá. Có hay không thì anh em cũng không có tăng tốc của con Gawain được, chỉ khi anh em ở Wacken 2 thôi. Cho nên là tính ra là tướng bút tốc thời đại UR là gần như là nó theo một form mà anh em kể tới yêu Sonic rồi. Anh em lấy siêu tuyệt kỹ hay không lấy thì nó chả ảnh hưởng đến tốc độ cả nhá, nó chỉ ảnh hưởng đến hiệu ứng thôi. Rồi, thì tiếp theo đó là phần đánh giá. Thì con Gawain này nó là một bút tốc thế hệ mới, tốc độ cao nhất game luôn. Khi anh em chờ sở hữu con này thì chắc chắn là anh em sẽ đi trước, không bàn luận gì nữa nhá. Rồi khả sở hữu khả năng choáng nhá, bởi ultimate của Gawain và giảm miễn thương ở cái hiệu ứng siêu dục đổ, tận dụng tốt cái cơ chế follow up mới đây, tận dụng tốt cái cơ chế follow up và hiệu ứng choáng và hiệu ứng siêu dục đổ luôn. Thì anh em follow up nó sẽ đặt thêm choáng cho những kẻ địch khác, hoặc là anh em xui thì anh em choáng chúng cùng hàng thì không nói, nhưng mà em choáng được hai hàng. Chưa kể anh em sở hữu cái siêu tuyệt kỹ, em có thể choáng 4 con cùng một lúc luôn. Rất là tuyệt vời. Với một cái follow up thôi anh em phải choáng 4 mục tiêu. Nếu mà bên địch không có giải choáng thì khóc thét nhá. Bên địch mà không có giải choáng thì chỉ có khóc thét thôi. Và khi mà anh em follow up nó sẽ đặt cộng dồn cả chuyên sụp đổ nha, rất là ngon. Rồi, tiếp theo là khả năng búc né cho bản thân nó và đồng minh ở mức độ 5 sao cùng hàng dọc, khiến cho khả năng sinh tồn rất là ok nha. Mặc dù nó chỉ là tỷ lệ 55% thôi, nhưng mà đôi khi nó khiến cho anh em rất là ức chế với việc né, nhất là bớt bom, nhất là con bom UR, rất là sợ né anh em nha, rất là cực kỳ sợ né luôn. Rồi, khởi đầu cho meta speed to win trong PvP, nhất là đối với server mới anh em biết rồi, thằng nào đi trước thằng đó là bố, gần như là vậy luôn. Chưa kể là con Hellfire chưa ra, chẳng con nào giải choáng cả anh em, trừ khi anh em sở hữu con chảy SR cộng đây. Và anh em lưu ý nhá, đó là con Gawain này nó chỉ choáng thường thôi, nó không phải choáng chuyên dụng như MK. Choáng của Gawain thì có thể bị giải bởi G4 và Hellfire. G4 thì anh em chỉ thể kiếm trong vòng quay thôi, tất nhiên nó là một con pay to win rồi nhá. Hellfire thì anh em phải chờ thêm 2 tháng nữa thì em mới lấy được. Và tất nhiên anh em có thể sử dụng một cái phiên bản miễn choáng, đó là chạy SR cộng. Nhưng mà chạy SR cộng nó cũng chỉ cho miễn choáng cho anh em một hàng thôi. Mà khi mà con Gawain nó có siêu tuyệt kỹ thì nó có thể choáng luôn cả ra cả hàng sau luôn nhá, choáng luôn cả hàng sau, cực kỳ khó chịu. Được chưa? Và cái thời gian sử dụng con Gawain này cực kỳ lâu trong PvP.
Kể cả sau này có bút tốc mới anh em vẫn có thể sử dụng trong đấu trường dojo, và chưa kể là anh em có thể sử dụng trong meta bút hai bút tốc, được chưa? Và cái meta hai bút tốc này thì tất nhiên là đối với những người giàu tài nguyên thì họ mới chơi được, meta cực kỳ khó chịu nhá, kéo cho anh em 6 con đi trước luôn, rất là bực mình. Rồi quyết đấu vinh dự 3v3 đó, kể ra khi ra mắt bút tốc mới sau này nhá. Rồi tiếp theo đến việc đó là đối với tầng lớp người chơi, đối với người chơi nông dân thì server mới anh em, một là anh em có thể lấy comeback hoặc là skip luôn. Tại vì sao mình bảo anh em là có thể lấy comeback, đó là anh em đối với nông dân server mới kiểu anh em khó chịu quá, anh em không, anh em đam mê PVP quá, anh em đam mê PVP thì anh em có thể lấy comeback nhá, nhưng mà chỉ comeback thôi. Tại vì là nếu mà thực sự anh em có làm một ít, đúng không, anh em làm một ít thì anh em vẫn có thể gọi là nông dân, được chưa? Đó, anh em cố rướn đủ 180 vé còn nguy quy hiện tại, tại vì là với server 594 đổ lại đổ về sau ấy, có những người họ chơi event họ lấy rất nhiều vé, có khi ra gây win họ đã 150 160 rồi, họ làm một ít nữa là đủ 180 để lấy gây win. Nhưng mà anh em nên đừng quên là sau con gây win nó là con king comeback, và con king này nó mang cho anh em lợi thế rất lợi ích rất là to lớn đến ảnh đến account của anh em so với con gây win này nhá, anh em nên nhớ điều đó. Thì mình khuyên là anh em nếu mà anh em đổ vé lấy gây win hiện tại, đối với anh em nông dân thì anh em nên skip đi, em lấy con king cho mình trước, và sau này anh em thực sự cần nó để anh em đánh PVP ấy, anh em hơn thua PVP ấy, thật sự ấy, thì anh em có thể lấy comeback. Và thực sự con Gwyn này không cần chơi tuyệt kỹ luôn, anh em chỉ cần lấy nó, lấy cái xác của nó thôi là về chơi được rồi. Đó là với điều kiện là anh em thực sự rất là cần nhá, cực kỳ cần luôn ấy. Còn nhưng theo mình là một là lấy comeback, hai là hoặc là anh em có thể skip luôn, anh em skip luôn, anh em tập trung vào PVE trước với những con như kiểu là Hellfire Genos, đặc biệt là có thể là tập trung vào con Ngô Kết Sư hoặc là chờ con mới, anh em có thể chờ bút tóc mới luôn, chả vấn đề gì anh em, thực sự là không vấn đề gì cả. Tầm 6 đến 8 tháng một con bút tóc thì chơi tầm 6 đến 8 tháng là cùng anh em không hao không hơn được đâu, nó sẽ ra bút tóc thế hệ mới thôi. Thì khi mà ra bút tóc thế hệ mới, anh em vừa xong cái lại up PVE của anh em có thể tập trung vào PVP, anh em có thể lấy bút tóc thế hệ mới, bỏ qua bút tóc thế hệ cũ đi nhá. Thì theo mình là một lấy comeback, hai là skip, chứ anh em đừng có lấy ở đầu tháng sau ha. Rồi đối với nhân dân server cũ thì có thể lấy khi đã có lại up ổn định ở trong PVE, cái điều hiển nhiên rồi. Như server cũ anh em chơi là cũng biết, kỷ vật phụ thuộc vào tài nguyên hiện có và tình trạng server. Nếu mà tình trạng server nhiều thằng có G4 quá, thì anh em tôi nghĩ là anh em khỏi lấy cái kỷ vật luôn cũng được. Khỏi lấy luôn, lấy một cái sạc và bút tóc thôi nha. Lấy một cái sạc và bút tóc thôi. Còn nếu mà anh em chưa có lại up thì anh em có thể bỏ qua việc bút tóc, anh em tập trung vào PVE trước đối với nhân dân server cũ. Được rồi, với những người nạp ít nha, nạp tầm trung ấy, nạp từ ít đến tầm trung ấy, thì anh em có thể lấy Awaken 1 hoặc 2 tùy tài chính. Kỷ vật cũng vậy luôn, kỷ vật anh em thực sự anh không đủ tài chính anh em có thể bỏ qua kỷ vật nha, ưu tiên Awaken 2 hơn kỷ vật nha anh em. Awaken 2 là anh em sẽ lấy tốc độ, còn kỷ vật nó chỉ chẵn thêm một mục tiêu thôi. Nếu mà mình anh em hỏi mình là Awaken 2 với kỷ vật cái nào đáng giá hơn, thì theo mình là Awaken 2 nhé, đáng giá hơn, tại vì nó sẽ nâng cao cái khả năng bút tốc của anh em á, anh em sẽ đi trước. Chưa kể nha, khi mà anh em đi trước xong thì anh em có kinh á, anh em sẽ có lợi thế rất là nhiều, được chưa? Là thấy cực kỳ nhiều luôn so với anh em lấy một cái kỷ vật ha, theo tôi là như vậy. Chứ kể là anh em lấy kỷ vật xong mà 2 tháng nữa người ta lấy Hellfire ấy, người ta có Hellfire thì cái kỷ vật của anh em nó bị phí, nhưng mà cái giá trị của Awaken 2 thì nó sẽ không biến mất, nó vẫn sẽ nằm ở đó anh em nha. Không có cái gì giải quyết được ở Awaken 2 con Gwyn này, trừ khi kẻ địch cũng có ở Awaken 2 Gwyn và trang bị nhiều hơn anh em thì mới giải quyết được vấn đề Awaken 2 con Gwyn thôi. Và tất nhiên khi anh em lên 2 thì con Gwyn của anh em sẽ mặc định là không bị choáng nha, miễn choáng luôn, không phải lo bị Gwyn bên kia choáng xong một lượt sau nha, không bút tóc được nha. Và tất nhiên đối với người nạp nhiều thì gần như là Awaken 2 kỷ vật rồi, đó là max khả năng của con Gwyn cực kỳ ok. Và tất nhiên con Gwyn này nó chỉ có lợi thế trong PVP thôi nhá, trong PVE thì nó chẳng có tác dụng con mẹ gì cả, anh em nên nhớ được đó nhá, trong PVE thì nó chẳng có tác dụng con mẹ gì cả, chỉ là bút tóc thôi. Ngày bút tóc bút né này chẳng tác dụng gì hết anh em, mà né trong PVE thì quái, tôi thấy nó đánh liên tục, nó phối liên tục, nó sọc cái chết rồi anh em. Cho nên là anh em đừng có bỏ cái định lấy con Gwyn này để đi PVE nhá. Nói chung là anh em nên nhớ cái tác dụng của nó đó là bút tóc trong PVP, nếu hơn thua PVP thì anh em có thể lấy. Đây đó, tôi đã nốt kỹ ở đây nè, nông dân server mới thì như thế nào, nông dân server cũ như thế nào, nạp ít thì như thế nào, mà nạp nhiều thì như thế nào đó. Thì đây là toàn bộ cái đánh giá sơ lược của mình về con Ngân Quyền UR, nó sẽ ra mắt vào đầu tháng sau, tính là thứ hai tuần sau đấy ha. Tính luôn thời điểm hiện tại đó là vào ngày mai đấy, vào ngày mai nó sẽ ra. Thế nên tôi cũng lên nhanh cái video này để cho anh em đỡ phải phân vân, đỡ phải lăn tăn về con Ngân Quyền UR này,
Được chưa? Còn tất nhiên đây là mọi đánh giá và cái recommend của tôi theo quan điểm cá nhân. Anh em nào cảm thấy hợp lý, anh em muốn theo đấy, theo những cái đánh giá ở dưới này. Đó, anh em thấy mình ở trong tình trạng này nhá, trong cái trường hợp nào dưới này anh em cảm thấy ok, phân tích của tôi hợp lý thì anh em theo. Còn nếu mà không, anh em cảm thấy là phân tích của tôi nó không hợp lý, đó, nó sai, thì ok, cái đó thì mình không ý kiến đi còn gì nữa, anh em có thể theo cái quyết định của anh em. Được rồi, thì video mình đến đây thôi anh em. Mình là Full Pha, hẹn gặp lại anh em trong các clip sau nhé. Bye bye.